thiệu qua các anh chị là giới thiệu một chút về uh, về phần uh, bản thân của tôi thực ra là rất bình thường nếu các anh các chị nhìn thấy uh, tôi xuất hiện ở trên màn hình này năm nay tóc đã uh, hai màu xương, màu xương khói. À uh, 55 tuổi nhưng rất may mắn là đã biết tới cơ hội kinh doanh này năm 40 tuổi và được nghỉ hưu. ấy trong nháy nháy ở tuổi 42 Và định nghĩa nghỉ hưu ở đây là gì Được làm những điều mình mong muốn Và cho đến bây giờ vẫn làm việc chăm chỉ Nhưng hoàn toàn không có áp lực Anh các chị có cảm nhận được điều đấy không ạ Chúng ta có thể kiếm tiền rất tốt nhưng chúng ta phải chịu áp lực và chúng ta có thể kiếm tiền rất tốt nhưng mà chúng ta không phải chịu áp lực và làm với một cái cảm xúc một cái cảm xúc luôn luôn tươi mới và hào hứng bởi vì biết rằng cái sự chia sẻ của mình cái sự khích lệ của mình sẽ giúp một ai đó thay đổi và khi họ tốt đẹp hơn lên thì cuộc sống của chúng ta tốt đẹp ai thích là kiếm tiền mà không bị áp lực ạ à? ai thích rằng đồng nghĩa với việc kiếm tiền ạ à? chính là một cái 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 cái, cái, cái uh, cơ hội đầy ý nghĩa nhân văn khi giúp cho những người khác có thể tự đứng ở trên đôi chân của mình đấy chính là 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 ý tưởng kinh doanh ngày hôm nay cho phép tôi được làm quen với những người mới nếu các anh các chị mà muốn nghe tôi bộc bạch ấy thì nếu mà càng nhìn được thấy người mới thì tôi càng cảm thấy hào hứng và sung sướng bởi vì tôi biết rằng là một ai đó sẽ thay đổi không phải vì tôi mà vì chính cuộc sống của họ vậy các anh các chị những ai mà là người mới lần đầu tiên tham dự có thể một là giơ bàn tay được không ạ? Hay là à, à, các anh chị tuyến trên có thể có những người mời á Nếu mà mời được những người bạn mới thì có thể chat ở trên màn hình Để cho tôi được được làm quen với họ được không ạ Càng giao lưu được thì chúng ta càng cảm thấy gần gũi và tin tưởng lẫn nhau Có được không Galaxy A50 ai đó đổi tên giúp tôi được không Ai mời a Galaxy A50 À, hãy đổi tên nhưng mà đã hãy đổi tên giúp. À, mời, A mời Galaxy A50 bật 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 cam bật mic lên được không ạ? Ấn tay vào vào mũi vào cái, cái 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 micro đó. Đó. Và Galaxy A50 đâu rồi? Em Hằng. Em Hằng, em Hằng. à yeah. Galaxy A50 có phải là em Hằng không? À, có thể bật mic ở đấy, nhấn vào cái nút mà chị vừa mới nói đấy, nó vừa hiện lên đó. Đó, Linh Việt cũng là bàn tay mới, bàn tay mới Linh Việt. Camera lên và 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 micro lên để chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút. Tôi chỉ còn một phút nữa thôi. Cuộc sống số, kỹ thuật số cực kỳ nhanh. Hưng ở Quảng Ninh hay là Quảng Nam hay là QN là gì đây? Chào mừng em Hưng. À, hôm nay có bạn hàng mới này, bạn Hưng mới này, bạn Linh Việt mới. À, có thể người mới của chúng ta chưa thao tác được về kỹ thuật tốt. Tất cả những anh chị em còn lại hãy bật camera. Oanh ở Vĩnh Phúc, ôi tuyệt vời! Mọi người hãy dành một tràng hoa tay được không ạ? Chúng ta bật camera lên và chúng ta hoa tay chào đón những người mới các bạn đấy vẫn còn đang rất ngỡ ngàng với cuộc sống số với kinh doanh trên online. Chào mừng tất cả các bạn tôi không biết là ngày hôm nay thì các bạn à, nắm bắt và quan tâm tới cái 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 thông tin gì trong phần trình bày của một người rất là thành công đó là anh Quất Di Thoại và vợ là chị Nguyễn Thị Hào một cặp đôi luôn luôn sánh sánh đôi cùng với nhau à, trong hoạt động kinh doanh cũng như là nuôi dạy dưỡng bốn người con đấy đấy là tài sản mà đang phải khoe rồi nhưng các anh các chị biết không tâm sự với người mới một chút là khi tôi bước vào cơ hội kinh doanh này ở tuổi 40 Bài trình bày vô cùng ngắn chỉ có 12 giây thôi nhưng mà tôi khao khát có được một cuộc sống, có được một sự thay đổi. Cho nên tôi đã nắm bắt ngay. Hôm nay anh Thoại trình bày 20 phút rất là tuyệt vời, đầy đủ chi tiết và thông tin. Nhưng cuộc đời của tôi thay đổi bởi vì 12 giây. Nên nếu ngày hôm nay có ai đó còn đang cảm thấy lơ mơ, còn đang cảm thấy chưa rõ ràng, thì hãy lắng nghe xem là liệu 12 giây này có giúp anh các chị và các bạn thay đổi cuộc sống của mình giống như những người đã mời các anh các chị, giống như tôi, người đang nói chuyện với các chị ở đây. 12 giây đó chỉ bắt đầu bằng một câu đơn giản. Chị ơi, Amway sắp sửa phát hành thẻ cho người tiêu dùng nếu mà đăng ký thẻ thì được giảm giá khi mua hàng và nếu giới thiệu cho những người khác mua hàng giống như mình thì có thể tạo ra thu nhập. Có ai đếm dây của tôi không? 10 giây hay 12 giây? 12 giây có thể thay đổi cuộc sống và thậm chí rằng chỉ cần nhìn qua thôi có những người cũng đã rất khao khát à, xin chúc mừng a à, 10 giây xin cảm ơn bạn Thu Hương đã theo dõi giúp tôi chỉ có 10 giây thôi các, các chị nếu không tin hãy chép lại câu này và về nhà nhìn đồng hồ để xem rằng là có đúng 12 giây không và nếu thực sự các anh chị muốn muốn có một cuộc sống tốt hơn hãy làm theo đúng cái thông điệp đó làm thẻ thì được giảm giá giới thiệu cho những người khác làm thẻ mua hàng giống như mình thì có thể tạo ra thu nhập cái này có khi còn 9 giây thôi bởi vì tôi đã cắt ngắn bớt đi rồi và ngày hôm nay thì cô tôi có một cái slide một chút hình ảnh để có thể chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn à, kỹ thuật có thể là tắt giúp tôi cái uh, um, từ từ nhá một chút để tôi chỉnh lại màn hình cho nó dễ Có thể cắt, uh, tắt giúp tôi câu host được không ạ? Để cho nó không bị lấy Ở đây chúng ta đang ở một cái buổi tổng quan kinh doanh Hương Và... chuyển hot giúp em uh, sang cho Thu Hương ạ Chị đang làm host ủi <laughs> Đấy, các anh chị hãy cho tôi một chàng hoa tay đi nào Một chàng hoa tay ố sao có rất nhiều người lúc nãy tôi nhìn thấy nhiều lắm Không biết là có à, Hương, Hương, Hương đây rồi Hương đây rồi Chuyển sang làm host OK, rồi. Lúc nãy không biết là có một số người đang vào và lại bị bật ra, có phải là vì công nghệ hại điện không? Lát nữa tắt cho tôi cái câu hót nha. Mọi người đã nhìn thấy màn hình của tôi chưa? Có ai nhìn thấy? màn nhìn thấy rồi ạ? Kỹ thuật đã nhìn thấy rồi, rồi. OK, chúng ta đang ở buổi tổng quan kinh doanh mà trước đây ấy, thì sẽ phải phóng xe máy tới trung tâm phân phối gửi xe, tắt đường, à, mưa rào hoặc là nắng nóng và không có sự tham gia của rất nhiều tỉnh thành nhưng bởi vì chúng ta lên trên online cho nên 24 um, 24 giờ chúng ta đều có thể được kết nối và 63 tỉnh thành ở Việt Nam cũng như rất nhiều quốc gia ở, ở Việt Kiều ở nước ngoài có thể kết nối vào buổi BPP ngày hôm nay và các anh chị biết tôi chỉ điểm qua một chút để cho mọi người nhìn thấy thực trạng và mong rằng trong số những người ngồi đây chúng ta không nằm trong cái tỷ lệ này các anh các chị biết là theo thống kê của tổng cục thống kê nghìn năm 2020 và 21 thì cái tỷ tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở Việt Nam nó đang là như thế này. Và bởi vì chúng ta đang trải qua những năm của đại của đại dịch Covid đúng không ạ? Và có rất nhiều cái cái họa đẩy chúng ta vào một cái hoàn cảnh bị động. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm nó gia tăng cho đến quý 1 của năm 2021 và tình hình mặc dù đã được cải thiện trong báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và chọn đây là tôi trích nguồn dẫn của tạp chí tháng 3 ngày ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022 thì tình hình số người bị bất việc là làm tạm nghỉ hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh giảm giờ làm giảm tạm dừng việc làm trong quý 3 của năm 2021 tính theo triệu lao động nó lại nó là như vậy tạm động là xin lỗi lao động tạm nghỉ hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh nó là 14,7 triệu lao động giảm giờ làm tạm dừng là 10 triệu lớn hơn 10 triệu và lao động bị mất việc làm là lớn hơn là bằng 4 triệu 4,7 triệu gần 5 triệu thế các anh chị cộng lại cho tôi giúp vậy tôi thì tính toán nó không được được tốt lắm chúng ta bao nhiêu ạ 24 24 gần như là 30 triệu đúng không ạ tôi rất là kém đúng không ạ nếu mà ai thấy đúng thì cho tôi số 1 Yeah, giúp cho tôi Mà mọi người biết rằng là chúng trong cái lực lượng tuổi lao động của chúng ta ấy, là khoảng 60 triệu dân đúng không ạ chúng ta có 96 triệu dân và cái lực lượng lao động đang khoảng là uh, 60 triệu vậy thì ở đây cái con số này có phải là con số đáng đáng lo ngại không ạ tuy nhiên thì tôi không muốn là có một cái màn cho mọc một cái một cái màn xám trong con mắt của mọi người trong cái đại dịch có rất nhiều ngành nghề đang bị gặp khó khăn thách thức thì đồng thời cũng có một cái ngành hàng đã được tăng trưởng rất là tốt ở đây là tình hình mua sắm của những người trên online dùng sử dụng internet người ta có một cái tỷ một cái báo cáo cái này là nguồn của e-commerce thì các anh chị sẽ thấy hai cái cột một cái cột mà màu xanh đậm ấy đó chính là cái cái, cái tỷ lệ người so với dân số mà dùng internet ở Indonesia đấy người ta rất là quay lại với cả văn minh nhân loại của internet là chỉ có 12, 12% sử dụng internet thôi nhưng mà Malaysia là 80% tổng dân số đúng không ạ? Việt Nam là 60% và chúng ta hãy thử nhìn sang cái cột màu xanh vạch 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 chéo ấy thì chúng ta sẽ thấy, à 12% người dùng internet của Indonesia nhưng mà đã có 5 triệu người à, là mua sắm ở trên online được không ạ? Còn Việt Nam của chúng ta thì có 24 triệu. Wow, như vậy là chiếm khoảng 25% rồi, đúng không, đúng không ạ là được là là sử dụng cái cái mua sắm đó là mua sắm online. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn thấy và ở đây có một cái bản báo cáo nữa tôi cũng thấy rất là thích. Đó là quy mô của thị trường thương mại điện tử B2C, tức là từ business đến community trong tiếng Anh nó lại vậy và ở đây người chúng ở cái báo cáo này sử dụng luôn cái cụm từ khái niệm của tiếng Anh này là B2C của Việt Nam thì mọi người sẽ nhìn thấy là uh, cái cái biểu đồ này ước tính cái người tham gia mua sắm trực tuyến trên số triệu người ấy nó tăng từ 30 triệu năm 2015 cho đến năm 2019 là 40 à, 44,8 triệu và giá trị mua sắm trực tuyến của một người tính trên USD uh, đô la ấy, thì nó từ 2015 là 160 cho đến 2019 là 225 Thế thì mọi người sẽ nhìn thấy là tỷ trọng doanh thu của thương mại điện tử B2C so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cá nhân nó đã tăng từ 2,8% lên đến 4,9%. Mọi người thấy đây là một cái sự chuyển biến rất là lớn đúng không ạ? Và các bạn biết không, hôm trong cái phần trong cái lúc mà làm cái slide này trình bày với các bạn ấy, anh chị và các bạn ấy thì tôi nhìn thấy có một cái 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 bức bức ảnh này rất là hay cái emo, cái cái mặt cười này rất là hay đó là Elon tức là đây là phong cách sống xu hướng sống của giới trẻ bây giờ biết là ở đây ai nhận mình là giới trẻ nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng tôi là giới trẻ tôi chưa già mặc dù tôi mới năm năm tuổi đã năm năm tuổi và nếu như theo luật lao động cũ ấy, thì hiện nay là tôi đã chuẩn bị nhận sổ hưu nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng tôi rất trẻ và tôi rất thích cái 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 phong cách sống này đó là gì bạn chỉ sống một lần duy nhất và cái bài báo ấy cũng nói rất nhiều cũng diễn giải rất nhiều về cái việc là you only live once bạn chỉ sống một lần duy nhất có nghĩa là gì nhưng mà tôi thì tôi sẽ chỉ nhận những thứ mà thực sự là tôi cảm thấy rằng là nó tạo cho tôi cái cảm cảm hứng rất là tuyệt vời thì ở đây ấy, khi chúng ta chỉ sống một lần duy nhất thôi thì cái cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống với hiện tại và chúng ta không đợi rằng là ngày mai tôi sẽ có rất nhiều người thực sự là chờ đến cái ngày mà có thể cầm được cuốn sổ hưu, chờ được một cái ngày mà có thể được là uh, được thăng chức, được um, promotion tức là được um, uh, được được thăng cấp đó, đấy, thì thực sự là cuộc sống bây giờ chúng ta cần học cái cách để kiểm soát nó và theo làm theo cái ý của mình mong muốn và chúng ta cần phải dám ước mơ và dám dấn thân thử sức thì đấy là một trong những cái định nghĩa về 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 cái phong cách sống về cái xu thế bây giờ là chúng ta chỉ sống một lần và chúng ta không phải chỉ sinh ra để thanh toán hóa đơn rồi chết nếu như chúng ta là những người làm công ăn lương thì chắc chắn rằng cái cuộc sống của chúng ta rất khó tránh khỏi cái việc là sinh ra chỉ để thanh toán các hóa đơn trường học các hóa đơn bệnh viện các hóa đơn chi trả cuộc sống hàng ngày các hóa đơn mua nhà à, trả nợ dần đúng không ạ và chúng ta cuộc sống tươi đẹp lắm chúng ta có rất nhiều điều để làm vậy thì có nên chăng rằng chỉ có thể làm những cái nghĩa vụ bổn phận mà bắt buộc phải có đúng không ạ chúng ta chỉ có một lần duy nhất sống và mọi người thấy không ạ trong cái phần trình bày của anh thoại đấy chúng ta thấy rằng chúng ta đang nằm ở trong một cái xu thế chúng ta đang tìm hiểu một cái xu thế kinh doanh đó là uh, thương mại điện tử này Uh, uh, um, uh, global outreach tức là gì ạ? Là vươn ra được tới toàn cầu, không có một cái hạn chế gì về, về 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 vị trí không gian, thời gian, đúng không ạ? Và chúng ta có thể sử dụng công nghệ. Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt với nhau ở đây là trên công nghệ, đúng không ạ? Và chúng ta được đào tạo bởi chúng ta có những cái ứng dụng giúp cho chúng ta học hỏi kinh nghiệm. Giống như ngày hôm nay, một phần tổng quan cũng là một cái phần để cho chúng ta có thể học hỏi. Và để đổi lại thì cái kết quả đó là gì ạ? chúng ta sẽ có thu nhập tuần hoàn, chúng ta sẽ có thu nhập thụ động và chúng ta có thể có thể thừa kế cái nỗ lực cái công sức của chúng ta khi chúng ta thành công với cơ hội kinh doanh này bởi vì chúng ta có sự dẫn dắt của Mesh Team và vận dụng công thức của Network 21 đó. vậy thì các chị các anh chị các chị và các bạn có thể thấy rằng 15 năm qua thì cuộc sống của tôi đã thay đổi rất là nhiều tôi đã khám phá thế giới cùng với Amway và thực sự đấy là cái điều mà rất là xứng đáng để cho chúng ta nỗ lực đây là những cái hình ảnh mà tôi đã đi rất nhiều nơi còn rất nhiều nhưng mà không có thời gian để chia sẻ được vậy thì bốn việc mà chúng ta cần làm để làm sao có thể tận dụng và khai thác được cái lợi ích của thương mại điện tử B2C từ doanh nghiệp đến cộng đồng chúng ta đang làm cái việc đó chúng ta đang ở giữa chúng ta là cái nhịp cầu để kết nối doanh nghiệp đó là em quay với cộng đồng là những người mua sắm những người tiêu dùng đúng không ạ vậy thì chỉ có bốn việc để có thể uh, chúng ta có thể thành công và có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình thứ nhất là chúng ta phải thay đổi cái góc nhìn bởi vì bởi vì làm sao 90% những người giống như, như chúng ta là những người mà nằm ở bên trái kim tứ đồ là cái người làm công ăn lương cho nên không thể mang được cái tư duy của một người làm công ăn lương để có thể vận hành một cái doanh nghiệp hệ thống được. Chính vì vậy mà phải thay đổi cái suy nghĩ và trang bị cho mình cái kiến thức để có thể giúp đỡ chính mình và giúp đỡ những người mà họ muốn nắm bắt cơ hội và tôi rất thích cái câu nói rằng là so với sự thất bại thì nghi ngờ và sợ hãi sẽ giết chết nhiều ước mơ hơn nữa. Ngày hôm nay các anh các chị có thể rất hào hứng với cái cơ hội kinh doanh 2 đến 3 năm có thể làm chủ cuộc sống của mình, có thể có ra một cái dòng dòng tiền tuần hoàn tháng nào cũng lặp lại và có thể tạo ra thu nhập thụ động. Nhưng mà khi bước ra ngoài kia chia sẻ với một ai đó thì ngay lập tức bị vùi dập đó bị không làm được đâu. Rồi xưa lắm rồi, lạc hậu rồi. ABCD có rất nhiều thứ và những người không bao giờ làm nhưng mà vẫn rất là tự tin để có thể ngăn cản chúng ta và đưa ra cho chúng ta những lời khuyên mà họ cho rằng là thông thái, rằng không làm được đâu. Chính vì vậy mà mình cần phải gì ạ? thay mới, đúng không ạ? Muốn là có uống được một cái cốc nước tinh khiết mới thì phải đổ cái cốc nước cũ đi và cho những cái nước mới à, tinh khiết vào thì đây cũng vậy, hãy thay đổi cái kiến thức của mình, được không ạ? Và chúng ta có kênh N21 Mobile, chúng ta có những cái bài nói chuyện kinh điển của Carl Peter mass đó là những cái huyền thoại của 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 ăn anh ấy Ủa? Ai đấy. Thế và các các chị có theo kịp tôi không ạ? À? Thời gian không còn nhiều nữa. Và chúng ta còn có tiếp theo là gì ạ? Chúng ta phải, chúng ta muốn hiểu rõ được cái cơ hội này thì ngày hôm nay có những người chỉ 12 giây giống tôi cũng đã nắm bắt nhưng có những người tính cẩn thận, kỹ lưỡng hoặc là cũng đã từng gặp thất bại trong cuộc sống thì cần phải cẩn trọng hơn hoặc là cảm thấy rằng là cái nhịp này, cái tốc độ này mình đang chưa theo kịp, đang cảm thấy là hụt hơi thì chúng ta có hai cái video clip rất là quan trọng và giá trị của Triple Diamond Super đã được đúc kết bằng 30 năm kinh nghiệm của anh ấy và chỉ trong có 23 cho đến 30 phút thôi là chúng ta có thể nhìn được thấy toàn cảnh một cái triển vọng rất là lớn của kinh doanh online cùng với Max trên toàn cầu và kinh doanh này không có biên giới chúng tôi cũng vừa mới qua một cái hội nghị đoàn viên của gia đình mép vào ngày mùng 3 mùng 4 tháng 9 nhưng mà chúng ta sẽ học được hơn nữa tiếp tục học bởi vì cái quá trình học là một quá trình tiếp diễn thường xuyên cho tới khi chúng ta À, có thể sang thế giới bên kia. Vậy chính vì vậy mà chúng ta hãy đảm bảo rằng hỏi cái người bạn của mình ấy làm thế nào để có được một cái tấm vé tham dự vào hội thảo của ngày mùng 2, mùng, mùng 2 tháng 10 và chị Yên Nga cũng đã chia sẻ rồi. Tôi cũng đã đừng được nghe Michael và Federica à, đến từ Ý. À, đây cũng là một cái tấm gương mà thực sự là sẽ hiểu rằng là tại sao kinh doanh này không phải chỉ có châu Á mà người châu Âu cũng làm và làm rất thành công. Đại diện của hai 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 châu lục đấy châu Á và châu Âu sẽ chia sẻ với chúng ta. Và các bạn biết đấy là cái câu cuối cùng mà tôi có thể cái 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 điểm thứ tư mà cần làm, có bốn việc mà việc thứ nhất đó là 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 chúng ta nghe 10 cái đĩa CD biểu à, việc thứ hai là có hai video clip. Cái việc thứ ba là chúng ta sẽ có cái tấm vé của ngày mùng 2 tháng 10 và cái điểm thứ tư cần làm đó chính là gì ạ? Hãy bám sát những cái người thành công, hãy đi theo vết chân của những người thành công, hãy lắng nghe họ, hãy chỉ nghe lời những người đã đi trên con đường này. Đừng nghe lời những người đã đi trên con đường này nhưng đã bỏ sang ngang hoặc dừng lại không đi nữa đừng đi đừng nghe theo những người mà chưa bao giờ nhìn thấy con đường chưa bao giờ đi trên con đường mà lại cho chúng ta những lời khuyên hãy làm theo những người đã mời các anh chị và các bạn tới đây để có tiếp tục hiểu được bước thứ tiếp theo chúng ta cần làm gì và sẽ thành công khi có khát vọng và tin tưởng vào người dẫn dắt xin Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe. À, xin chúc tất cả mọi người cùng có một sự thay đổi trong năm tài chính mới. Xin cảm ơn ạ. Ừ, chúng ta hãy cùng dành một tràng hoa tay để có thể cảm ơn Diamond Vũ Thị Thu Hương ạ. À, với những chia sẻ tâm huyết vừa rồi của chị với và, và kinh nghiệm 15 năm không chỉ làm kinh doanh tại Việt Nam mà là trên quốc tế, tôi rất được gặp lại Diamond Vũ Hương cùng tất cả những anh chị em lãnh đạo khác tại những buổi hội